Xin kính chào quý khách hàng và các nhà đầu tư. Ngày hôm nay bất động sản Mộc Họ xin giới thiệu đến cả nhà một lô đất mặt tiền đường số 18, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Đường trước lô đất hiện tại của mình nó là đường 10m, có vỉa hè hai bên, có lộ giới dự phóng thành đường 20m. Sát bên chung cư Mỹ An, diện tích lô đất của mình nó là ngang 4m, dài 25m, diện tích công nhận nó là 98m. Từ vị trí lô đất của mình ra mặt tiền đường Phạm Văn Đồng chỉ có 70m thôi, liên kề với lại trung tâm thương mại Gigamon, liên kề với lại cầu Bình Triệu, chợ Bình Triệu, Đại học Luật, nhà thờ Fatima, bến xe miền Đông cũ. Về lại sân bay chỉ có từ 3 đến 5 phút di chuyển. Ra bờ sông Sài Gòn, cuối đường 18 này đó là khu dân cư Thành Ủy này, chỉ có 250m. Khu vực thì nhà cao tầng đồng bộ, dân trí cao, phù hợp cho quý khách hàng và các nhà đầu tư có thể mua về làm mặt bằng kinh doanh này, làm mặt bằng công ty này, rất là sầm uất. Quý khách hàng và các nhà đầu tư quan tâm xin liên hệ với lại bất động sản Mộc Họ 0902 669 004 để nhận được báo giá tốt nhất. Quý khách hàng và các nhà đầu tư hãy đăng ký kênh bất động sản Mộc Họ Real để đón nhận cho mình thông tin của những sản phẩm mới một cách nhanh nhất, để chọn cho mình cái nơi an cư tốt nhất cũng như là nơi đầu tư sinh lời tốt nhất. Xin nhắc lại là bán lô đất mặt tiền đường số 18, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Đường trước lô đất hiện tại của mình nó là đường 10m, có vỉa hè hai bên, có lộ giới dự phóng. Diện tích lô đất của mình nó là ngang 4, dài 25m. Diện tích công nhận nó là 98m. Khu vực thì nhà cao tầng đồng bộ. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng và các nhà đầu tư trong những video sản phẩm tiếp theo ạ.